Hello anh em, hôm nay anh em theo chân mình giao một bé siêu phẩm này nha anh em. Bé này siêu phẩm đi về Long An. Bây giờ mình sẽ ra sân bay quốc tế nha. Mình đón một anh trai từ bên Mỹ về, xong rồi bỏ xe chở anh về Long An luôn nha. Con này bán gần 600 triệu được một anh trai bên Mỹ ảnh cọc cho mình, và ảnh đang chờ bấm số ra tên Long An nha. Thì anh về em đi cà phê đi Tết nha anh em. Bây giờ anh em theo chân mình ra sân bay nha. Tôi xin nhất đón ảnh, xong rồi mình về Long An giao tận nhà con này nha. Anh em theo chân mình. Anh em, người ta nói, bởi vì người ta nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền anh em nha. Tại vì cái tư duy của mỗi người mỗi khác, anh em đừng có nói thà bỏ ra 600-700 triệu mua chiếc ô tô mà đi nha, bớt suy nghĩ cái đó đi nha. Mày ở đây chơi cháu.